Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Gà Công Nghệ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để mà các bạn cài đặt cái thời gian tắt mở máy lạnh ở trên cái điều hòa GRI có loại mới này nha. Còn nếu như mà các bạn đang có mong muốn xem cái thời gian cài đặt thời gian mà của máy lạnh GRI đời cũ này á, thì các bạn hãy xem ở phía cuối video này của mình có làm cái video hướng dẫn cho các bạn nha. Mà để cài đặt thời gian ở trên cái máy lạnh GRI này á, thì các bạn sẽ nhấn con nút là Time On và Time Off nè. Time On tức là cài đặt thời gian mà các bạn sẽ mở máy lạnh lên. Thì ví dụ như là đến cái thời gian quy định đó thì máy của bạn nó sẽ tự động mở lên nha. Và để cài đặt thì các bạn nhấn vào chữ Time On nè. Rồi ví dụ như mình muốn hẹn ở đây là 11 giờ đi, thì mình nhấn cái biểu tượng lên cho nó lên tới 11 giờ. Và ví dụ như nó quá thì mình sẽ nhấn giảm lại, nhấn nút biểu tượng xuống này để giảm lại nha. Sau khi đúng 11 giờ rồi thì mình nhấn chữ Time On thêm một lần. Các bạn nhớ là các bạn sẽ chỉ nghiêng sang bên trái là mở nha, và nghiêng sang bên phải là tắt nè. Rồi mình muốn tắt cái thời gian hẹn giờ mở máy này đi, thì mình sẽ nhấn chữ Time On này thêm một lần. Rồi nó tắt cái biểu tượng chữ On này đi là được. Rồi bây giờ mình muốn cài đặt hẹn giờ mà tắt máy đi, thì mình nhấn chữ Time Off, mình sẽ nghiêng sang bên cái chữ Time Off nè. Rồi bây giờ mình muốn hẹn là 8 giờ nó tắt máy đi, thì mình sẽ nhấn tăng lên. Rồi khóa thời gian thì mình giảm xuống, xong sau đó mình nhấn chữ Time Off. Và nó hiện lên chữ Off ở đây, tức là 8 giờ thì máy nó sẽ tự động tắt cho mình. Rồi mình muốn tắt cái chức năng mà hẹn giờ tắt máy này đi thì mình nhấn chữ Off này ở đây, và nó tắt chữ Off đi là được. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn cài đặt hẹn giờ tắt mở máy lạnh ở trên cái điều hòa GRI. Nếu như mà các bạn đang có mong muốn mua một cái món phụ kiện công nghệ nào đó thì các bạn hãy truy cập ngay vào trong cái phần mô tả hoặc là bình luận của video này để các bạn mua hàng và ủng hộ cho kênh Gà Công Nghệ ngày càng phát triển hơn nha. Bạn muốn mua phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.